Xin kính chào quý vị. Các nhà khoa học ở Melbourne đã phát hiện ra một tế bào rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư và các bệnh nhiễm trùng mãn tính. Đây có thể được gọi là phát hiện đầu tiên trên thế giới, hứa hẹn sẽ thúc đẩy việc điều trị cả hai căn bệnh này. Theo tờ Heron Sun, kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature hôm thứ Tư ngày 17 tháng 8 rằng một loại tế bào T- Cụ thể, được cho là đóng vai trò then chốt trong việc duy trì phản ứng miễn dịch ở chuột và có thể giúp giải thích hiện tượng cạn kiệt miễn dịch. Khám phá đầu tiên trên thế giới từ viện Doherty ở Melbourne và đại học kỹ thuật Munich ở Đức giải thích tại sao liệu pháp miễn dịch không thành công ở một số bệnh nhân. Ông Estel Kalis, giáo sư Đại học Melbourne, đồng thời cũng là tác giả của việc nghiên cứu cho biết, tế bào T rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch của chúng ta. Nó có thể tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh hoặc tế bào ung thư. Nhưng ông cũng lưu ý rằng, nếu virus vẫn tồn tại hoặc khối u ác tính tiếp tục phát triển, hiện tượng cạn kiệt miễn dịch sẽ xảy ra và thường xảy ra vào những bệnh nhân bị ung thư hoặc nhiễm virus mãn tính. Ông nói, các tế bào ti ban đầu có thể cố gắng hết sức để chống lại mối đe dọa, nhưng cuối cùng chúng sẽ mất khả năng chống lại bệnh nhiễm trùng hoặc bệnh ung thư cụ thể. Điều này sẽ khiến các tế bào nhiễm virus này thoát ra ngoài hoặc khối u tiếp tục phát triển trong cơ thể bạn. Đối với vấn đề này, mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào để chúng tôi có thể ngăn chặn điều này xảy ra và làm thế nào để hệ thống miễn dịch không bị mất đi ưu thế của nó giáo sư kelly cũng nói rằng các tế bào ti mà họ phát hiện ra có thể liên tục tạo ra các tế bào sát thương tốt như tế bào gốc về cơ bản chúng có thể tự làm mới điều này có nghĩa là chúng sẽ không biến mất hoặc cạn kiệt đây là điểm khiến người ta phấn khích bởi vì giờ đây chúng ta có thể xác định được loại tế bào nào được xem là nguồn gốc của phản ứng miễn dịch lâu dài Ông nói, mặc dù vẫn còn nhiều năm nữa mới có thể thực sự nhúng tay vào các tế bào tương đương với tổ chức của thân thể người, nhưng ông cảm thấy rất vui về những lợi ích từ những phát hiện này. Ông nói, thực ra tôi khá lạc quan, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng tích cực. Ông Kelly nói rằng một ngày nào đó công việc của họ có thể giúp xác định những bệnh nhân nào sẽ được hưởng lợi từ liệu pháp miễn dịch và bệnh nhân nào nên thử các phương pháp điều trị khác ông nói nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng những tế bào ti giống tế bào gốc có thể là manh mối để xác định các tình trạng này ví dụ nếu một bệnh nhân bị thiếu các tế bào này hoặc có rất ít các tế bào này thì có thể dự đoán được một số liệu pháp điều trị nào đó sẽ không hiệu quả kelly nói thêm tất nhiên họ hy vọng rằng có thể phát triển thêm nhiều phương pháp hơn phương pháp điều trị chính xác giúp bệnh nhân không phải trải qua những phương pháp điều trị không bao giờ có hiệu quả đối với họ nếu bạn điều trị cho bệnh nhân bằng một liệu pháp không đặc biệt hữu ích, thì đó là một sự lãng phí thời gian và nguồn lực. Kính thưa quý vị, mục tin chuyên đề của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.